Xin chào, mình là Linh Ngọc Đàm. Tức quá đi mất. Mấy ngày nay đại dịch bùng phát, rủ đi chơi, chả đứa nào đi cả. Bực bội lúc nào cũng tao sợ. Đi ra ngoài đường, lây bệnh rồi cúm kiếp các thứ về nhà chết sao. Khẩu trang để làm gì má, làm như là dễ chết lắm á. Bây giờ chỉ vì một con virus như thế mà tình cả anh em bạn bè rạn nứt. Cả một tuần rồi không gặp nhau, không giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nói tóm lại là tình bạn bao nhiêu năm nay tao với chúng mày cũng chẳng bằng một con virus. Đấy, chúng mày coi thế có được không? Alo, đi chơi á? Đâu, mấy giờ? 3 giờ á? Đầu bết quá, phải đi gội đầu. Đi gội đầu mất 40 phút, trang điểm mất 2 tiếng. Alo, thôi bây giờ đang ở ngoài đường đang dịch lắm mày ơi. Ăn đi ra ngoài đường nữa, thế nhá. Để khi khác gặp nhau, thế nhá. Ừ, thôi. Thousand years later. Bảo chơi với người ta thì không chơi, dưỡng già dưỡng dẹp, lượn lờ lượn qua lượn lại đi nè. Hả? Ui trời ơi, dĩ mập mập mập. Mập đừng ngủ trong cái rổ nữa, trời mẹ. Nhưng mà con mình chơi oản tù tì nhá. Mập, mập, mẹ bảo. Mẹ mập, mẹ bảo. Mẹ mập, mẹ bảo. Mẹ con mình chơi ba cây. Mẹ mập oản tù tì thôi. Oản tù tì ra cái gì, ra cái này. Mẹ là cái bao, con là cái đấm. Dậy đi, chơi lại nào. Con cái lớn chả nhờ bà được gì. Ngủ đi. Trời ơi, con đi cơ hội này. Con đi cơ hội này. Đổ nó ra đây xong nó nằm luôn đây. Con lười này, con đi cơ hội. Rồi chúng mày biến đi, mệt quá. 3 hours later. Tại sao 2 tiếng rồi vẫn nằm đây? Hả? Mẹ thì bận bao nhiêu việc từ sáng đến giờ, làm lụng quần quật. Còn mày 3 tiếng rồi mày vẫn nằm đây. Dậy đi Miu. Dậy, mẹ con mình đi chơi. Đi Miu, Miu. Đi, dậy. Đi, đi. Đi dậy đi. Nào đứng dậy. Nào đứng dậy. Miu. Đi. Đi Miu. Miu. Đi. Đi. Ây da. Miu ơi, mẹ con mình chơi trò này nhá. Bây giờ nhá, con mà để cái điện thoại của mẹ chạm vào mặt con thì con là con chó. Xuống Google đi. Xuống Google đi. Xuống Google đi. Ca, con chơi mẹ đi. Ca, mẹ con mình chơi trò nhá. Bây giờ cho con cắn mẹ một phát, mẹ cắn con một phát, xem ai cắn đau hơn chưa thôi. Ca, cắn đi. Đi, cắn đi. Cắn đi. Cắn đi. Cắn đi. Đấy, cắn mẹ đi. Đấy. Ca, cắn mẹ đi. Ca, cắn mẹ đi. Ca, ca, cắn mẹ đi. Ca. Còn cả chúng chả nhiều bạn được gì. 5 hours later. Hãy nhìn ngoài kia, người người nhà nhà đang đi lại tấp nập. Chỉ có một mình oan hồn cô đơn vất vưởng trong căn nhà này, cầm một chiếc điện thoại và quay clip. Không một ai quan tâm.
Alo, Uyên à? Ừ, đi sang nhà tao chơi đi mày. Thôi, mấy con virus đừng có sợ con virus gì sang đây, tao có giết hết rồi. Không chết được đâu mà lo. Sang nhà tao đi, nhà tao đông lắm rồi. Có con Thi, có con Hân, có con Trang, có em bé, có tất cả mọi người rồi. Bây giờ chỉ có thiếu mỗi mình mày thôi, mày sang nhà tao đi. Sang nhà mày á? Thôi không được đâu, nhà mày trung tâm thành phố đông lắm. Bây giờ tao sang nhà mày, tao chưa chết vì dịch thì tao đã bị người ta dẫn lên chết rồi. Sang nhà tao đi, tất cả mọi người đều đang chờ mày ở đây rồi, tin tao. Ừ, tao hẹn hết rồi, mọi người sang đến nơi rồi, gần đến nơi rồi kìa. Ừ, thế nhá, sang liền nhá. Alo, Thi à, đi làm về chưa? Ừ, thôi bây giờ đừng ở công ty nữa. Bây giờ ở công ty nguy hiểm, áp bao nhiêu người. Tao bây giờ tao có dám lên công ty nữa đâu. Tao có thứ toàn quay ở nhà. Thôi bây giờ mày đừng lên công ty livestream nữa, mày sang nhà tao livestream đi. Ừ, nhà tao có phòng game của mày, các thứ đầy đủ hết luôn. Mày sang nhà tao livestream đi, đừng đi công ty nữa nhá. Ừ, nguy hiểm lắm, mày mà đi công ty nữa mày đừng sang nhà tao chơi đấy. Ừ, bây giờ sang nhà tao liền luôn nhá. Bên nhà tao có Uyên rồi, có Hân, có em bé rồi, có Trang, có tất cả mọi người rồi. Ừ, thế nhá, gọi luôn là con em bé đi theo nhá. Gọi luôn là con em bé đi theo nhá. Thế nhá. Alo Hân à, biết tin gì chưa? Hôm nay chúng nó sang nhà tao chơi đấy. Ừ, chán lắm cơ, suốt ngày đòi sang nhà tao. Suốt ngày đòi sang nhà tao. Chắc là do nhà tao vừa to vừa đẹp. Vừa to vừa đẹp. Ừ, đấy. Kêu hẹn chỗ khác đi, không hẹn suốt ngày hẹn sang nhà tao mệt hết người. Chúng mình chơi xong rồi tao cũng phải dọn thôi chứ ai. Ừ, thế tí nữa sang nhà tao chơi nhá, sang liền luôn nhá. Bây giờ có Uyên, có Thi, có các thứ rồi, đầy đủ hết rồi. Ừ, không phải mang gì hết, cứ sang nhà tao chơi. Ừ, thế nhá, thôi nhá. Ngáo ơi, Ngáo, chơi mẹ đi. Ngáo ơi, ra đây, chơi mẹ đi. Ngáo mập ơi, Ngáo mập, chơi mẹ đi. Ngáo mập, chơi mẹ đi. Ngáo mập, Ngáo mập, nói gì đi. Ngáo mập, mèo, con không nên uống nước nữa mèo ạ. Con quá mập rồi. Uống nước sẽ làm con mập thêm đấy. Mèo. Mèo ơi. Đừng uống nước nữa mèo. Mèo. Đi, đi, đi. Mình phải giảm cân thôi. Mình phải giảm cân, mèo ơi. Mèo ơi, mình phải giảm cân. Mèo ơi. Bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.